là Thái Phương, đây là kênh Thái Phương Official. Đây nhà lá đây, sau khi đã đi đi thẳng đây nè, sau khi đã đi rồi mà đi với hai bạn mất so bạn Linh và bạn Mạnh đó. Đúng rồi, đây là lá homestay garden. Yeah, wow, đẹp không, đẹp không, dễ thương ha. Đây là một cái không gian thiên nhiên hết sức là tuyệt vời. Đây mọi người, mình đến lá homestay thì mình có thể massage tại chỗ Trang Spa Garden. Đây có nhiều gói lựa chọn. Nghe tiếng du dương đã. Đây, tại đây mình massage mình sẽ được một ly trà hết sức là dễ thương. Mình sẽ uống trà và ghé cái spa chỗ lá. Hello bạn. Đây là mình sẽ uống trà để mà đợi ở trong spa tại lá homestay. Và kính thưa các bạn, thì đây là lá homestay garden. Mình sẽ mở cửa cho các bạn xem nhé. Đây, một cái không gian của homestay lá garden rất là đẹp nè mọi người. Đây, hello cả nhà. Đây mình có thể liên hệ với lá homestay qua số điện thoại là 0968888052 hoặc là số điện thoại 0917779333. Thì ở tại lá homestay garden này sẽ có một cái spa, nếu mà bạn ở xa đến mà bạn mệt mỏi thì bạn có thể vô spa để mà thư giãn, nghỉ ngơi và làm đẹp cho mình sau những ngày cuối tuần. Cái không gian bên này thì hết sức là thiên nhiên cả nhà. Đây mình rất là thích cái không gian này luôn, nó rất là dễ thương và rất là chill đó. Thì ở thành phố Long Xuyên mà nếu mà tìm thấy một cái homestay mà nó thiên nhiên và bình an vậy thì cũng rất là quý hiếm. Hello mọi người, thì ở đây là Phương đang có mặt tại lá homestay garden, thì nơi đây được bao phủ bởi thiên nhiên rất là đẹp và rất là bình yên mọi người. Thì ở Long Xuyên mọi người muốn tìm cho mình một cái homestay mà garden có sân vườn như vậy thì cũng giống như là ngôi nhà của mình, thì Phương nghĩ là các bạn nên chọn lá homestay nha, rất là dễ thương mọi người. Đây, tôi sẽ quay một vòng về cảnh vật thiên nhiên ở đây cho mọi người xem. Phía sau là những cái giàn hoa đấy, mọi người. Đây là có từng các loại phòng như sau này mọi người. Thì Phương thấy rất là dễ thương luôn. Chưa mở vô được tại chưa có thẻ. Các loại phòng của lá homestay đây là phòng hướng dương. Đó. Rất là sạch sẽ nha mọi người. Đây. Thiên nhiên rất là thoáng mát luôn mọi người. Đấy.
Đẹp quá. Ở đây thì mình về nghỉ ngơi và thư giãn thì Phương cảm thấy rất là thoải mái mọi người. Đây một góc rất là chill nè. Mọi người thì ở Club Homestay Garden thì Phương rất là thích cái góc này luôn. Thì cảm giác như nó rất là gần gũi thiên nhiên nè mọi người. Đứng đây rất là mát luôn. Kiểu như cảm giác hòa mình vào thiên nhiên. Mà giữa lòng thành phố ồn ào tấp nập thì cảm thấy lá garden mang đến cho mình sự bình yên. Rất là dễ thương. Mình sẽ cho mọi người xem thử căn phòng của lá garden ha. Rồi mời mọi người đi theo chân Phương nha. Wow. Rồi. Rất là sạch sẽ luôn mọi người. Đấy. Đây. Đây cả nhà rất là sạch sẽ nha mọi người. Thì ở đây là phòng giường đôi, phòng giường đôi nè. Mọi người đó, cái mình thấy nè, từng miếng ga với lại từng miếng lót là rất là mềm mại. Thì mình cảm thấy là rất là yên tĩnh luôn. Đó. Thì con đường nó nằm ở dưới đường Tây Sông Hậu đó cả nhà. Đây. Rất là sạch sẽ. Đây là cái vòi nước nè. Mình sẽ rửa mặt tại chỗ ở đây luôn. Rồi cái chỗ này là mình sẽ treo đồ cũng như là áo khoác của mình. Ồ. Đây. Wow. Rất là sạch sẽ luôn. Trong này có vòi nước nóng, vòi sen tắm này cả nhà. Rồi cái lavabo này rất là sạch sẽ, rất là sạch đẹp luôn. Đó. Ồ. Có dầu gội sữa tắm đầy đủ. À, thì cũng như Phương giới thiệu cái khi mà mình muốn thư giãn ở lá đó, ngoài dịch vụ mình nghỉ ngơi thì còn có spa, spa ở ngoài phía trước nha mọi người. Đây thì phòng rất là đẹp nha mọi người. Vòi tắm này nó cũng rất là sạch sẽ luôn mọi người. Đây, đây là ở lá Homestay Garden đó. Mình đang cho mọi người xem cái phòng đôi ha, phòng đôi hai người ở. Đây, gối nè, rất là mềm mại và sạch sẽ để mình nằm thử nha. Yeah. Ui. Da. Cảm giác hết sức là vô mốt. Thật sự là mình vừa nằm cái vừa nghỉ ngơi á, cái bên cạnh cái không gian này nè. Cái không gian trời ơi, nó rất là dễ thương cả nhà. Đấy, không gian tuyệt vời. Đây. Không gian rất là dễ thương luôn cả nhà. Đó. Bao nha, bao. Đây là mình rất là thích cái lối đi ở phía bên trong này luôn nè, nó kiểu như là rất là tuyệt vời, có nước này cái nọ nữa. Ở đây có một cái gương, rồi có mấy cọng cái cây này dài dài mình cũng không biết là tên gì. Ở đây là có hệ thống phun sương để mà mát nữa mọi người, thì cho nên không gian vừa có cây xanh thì rất là mát mẻ luôn. Đây mọi người. Đây là
và cũng như là khám khám phá chợ nổi cùng với những người bạn của Phương tại Lá Homestay trong cái tour sáng nay. Thì bây giờ là Phương sẽ nghỉ ngơi tại Lá Garden ngày hôm nay, với khung cảnh thiên nhiên vậy thì Phương muốn tận hưởng một ngày cuối tuần của mình thật là bình yên bên Lá Garden. Bây giờ là Phương sẽ nghỉ ngơi thư giãn tại Lá Homestay Garden thôi nha các bạn.